Trước mắt anh em thì em có hai mẫu cục đẩy công suất Class D anh em nhá. Một mẫu là 800W và một mẫu là 1300W. 1300W thì cho anh em chơi full đôi. Ok chưa? Full đôi 40. Còn anh em chơi 800W thì chơi full đôi 30. Thoải mái luôn anh em nhá. Với cái con đẩy này thì đều sử dụng mạch công suất Class D. Ở hình thức thì nó sẽ giống nhau, nhưng về công suất thì nó sẽ khác nhau thôi anh em nhá. Về mặt này, ok chưa? Về hậu đằng sau này, về cái nội thất bên trong thì nhìn sơ qua nó sẽ giống nhau. Ok chưa anh em? Nhưng công suất nó sẽ cao hơn hoặc là thấp hơn. Thì tùy theo nhu cầu của anh em chơi số lượng loa, chơi những loa gì thì anh em có thể lựa chọn và có thể tham khảo. Ngày hôm nay thì em không test chất âm mà em mở nội thất cho anh em cùng xem thôi. Chất âm thì lưu ý với tất cả anh em là bao cho anh em đánh hay, đánh khỏe, đánh bền bỉ với những cái dòng loa như em nói với anh em. 1300W đánh full đôi 40, 800W đánh full đôi 30. Ok anh em nhé. Và đi vào với hai cái mẫu cục đẩy công suất này. Đầu tiên là cái con 1300W là con D2.13. Con này thì 1300W anh em nhé. Mà Class D thì nó không như Class H hay là Class AB hay là Class TD. Nó không sử dụng quá là nhiều sò. Mà chính xác ra là nó không sử dụng sò, mà nó sử dụng MOSFET. Từ những dòng cục đẩy công suất mỏng size 1U tới size 2U, anh em sử dụng Class D thì anh em cũng đã biết. Cái nội thất của nó thì nhìn nó đơn giản, đơn sơ thôi, nhưng mà cái chất lượng linh kiện bên trong và những cái thông số của những cái linh kiện này thì nó rất là lớn. Bên trong này của nó thì một cái khối nguồn này cũng rất là lớn này, 1300W cơ mà anh em, 1300W. Và dây của nó thì sử dụng đó là sợi dây đồng anh em nhé, sợi dây đồng cho anh em chơi. Ok chưa? Nếu anh em mà phát hiện ra nguồn nhôm, cạo ra cứ thấy nguồn nhôm bên em đền tiền tặng máy. Những cam kết cho anh em chắc lịch luôn để anh em yên tâm sử dụng anh em nhé. Kể cả tới mẫu 800W này, anh em mà cứ cạo ra phát hiện nguồn nhôm thì em cứ đền tiền tặng máy cho anh em luôn. Đấy, thoải mái song phẳng với anh em nhé, không có suy nghĩ đắn đo gì cả. Tiếp theo là phần linh kiện, quạt gió này, thanh tản nhiệt này, các tụ này, rồi dưới này nó có rất nhiều cái thanh. Quan trọng là cái bo lái, bo xử lý giữa này anh em này, đây này, khe này nó có một cái bo xử lý rất đáng giá luôn. Mỗi một kênh của nó sử dụng có 1, 2 con MOSFET thôi anh em nhá. Đấy, bên này nó sử dụng 2 con MOSFET nữa này, tổng có 4 con MOSFET thôi. Nhưng nó lên tới 1300W cho một kênh. Ngoài ra kia còn có X4150 kìa, cái con kia nó còn mỏng nữa, MOSFET nó cũng như vậy thôi anh em nhá, nhưng mà 1500W. Như em nói rồi, những cái con cục đẩy công suất Class D như này thì những cái thông số trên những cái linh kiện của nó rất là lớn. Tụ này anh em thì nhìn thấy này, tụ 200V thôi anh em nhá, khủng khiếp cho anh em, tụ lòng nguồn chính. Và tụ này cũng là 200V này, anh em nhìn chưa, 200V, 330mF. Con này thì 1500mF. Ok chưa? Thông số rất lớn anh em nhá. Anh em nhìn những cái tụ nhỏ nhỏ này thôi, nhưng mà nó là 200V đấy anh em nhá. Áp nó ra rất cao, nó không như các dòng Class H. Class H 1300W thì nó sử dụng rất nhiều tụ, và tụ của nó thường là 63 hoặc 80V. Nhưng với dòng này nó sử dụng lên tới 6 con và tụ nhỏ như này, nhưng mà nó là 200V. Rất giá trị luôn anh em nhá. Đấy, rất giá trị luôn. Và tụ lọc nguồn chính này thì nó là 200V này, khủng khiếp luôn anh em nhá. Chỉ số mi của nó thì sẽ cao hơn và to hơn. Đấy, linh kiện bên trong đây. Ok anh em. Class D thì anh em nhìn nó đơn sơ đơn giản thôi, nhưng mà cái mạch bảo vệ này, cái chất âm này và sức mạnh của nó thì không hề yếu đâu anh em nhá. Đây là lưu ý với tất cả anh em, rõ ràng luôn. Class D là cũng vậy thôi anh em nhá. Và con này thì sử dụng nguồn biến áp xuyến thì nó cực kỳ bền bỉ cho anh em rồi. Con này thì 1300W, giá hiện tại bên em đang bán là 7 triệu đồng anh em nhé, 7 triệu đồng bao ship toàn quốc cho anh em, không cần phải test tiếng, bao đánh căng đánh hay cặp loa full đôi 40, thoải mái cho anh em. Và tiếp theo sang cái dòng cục đẩy công suất đó là 800W cho một kênh, D2.8. con này thì giá hiện tại chỉ có 6 triệu thôi, 6 triệu cho một cục đẩy công suất 2 kênh này anh em nhé. Thông số trị số thì nó sẽ nhỏ hơn như em nói rồi, 160V anh em nhé, thông số 160V nó sẽ nhỏ hơn đúng không ạ? Đấy, nó sẽ nhỏ hơn cho anh em. Thông số, đấy, con kia là 200V, con này chỉ có 160V thôi. Tụ này trị số nó cũng nhỏ hơn anh em nhá. Đấy, tụ này thì em chưa thể nhìn được cái thông số ở đâu. Đây, em sẽ quay sang bên này để cho nhìn cho nó dễ hơn anh em nhá. Tụ này là tụ
chưa nhìn thấy thông số rồi anh em nhá. Bởi vì linh kiện trong Class D này nó rất là dày. Này, chỗ khoang này nó rất là dày nên để nhìn về cái thông số của tụ này thì rất là khó luôn anh em nhá. Đấy. Và thiết kế nha anh em, nhìn nó giống nhau thôi. Nó đều có cái bo xử lý ở giữa này. Bo lái xử lý ở giữa này. Ok cho anh em. Đấy. Cực kỳ khủng cho anh em nhá. Chưa nhìn thấy cái thông số ở đây. Con này thì 100 bao nhiêu vôn đây? À cũng là 160 V. 470 microfarad anh em nhá. Đấy. 160 V. Cái tụ nhỏ này cũng là 160 V này. Ok chưa anh em. Cũng là nguồn biến áp xuyến. Hai con thì nhìn cái linh kiện thiết kế bên trong nó sẽ giống nhau thôi anh em nhá. Không có gì khác nhau cả, chỉ chủ yếu là cái hệ số linh kiện này nó sẽ cao hơn hay nó thấp hơn để nó xử lý cho anh em thôi. Con này có đánh full 30 cho em, full đôi. Mỗi một kênh một chiếc full đôi hoặc là một cặp full đơn 30. Bao căng cho anh em. Bao hay tiếng sáng, thoải mái cho anh em. 6 triệu anh em nhá. Và 2.13 là 7 triệu. Hai mẫu này đều bao ship cho anh em. Anh em có nhu cầu mua hàng thì hãy nhớ liên hệ bên em qua số góc dưới màn hình. Nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để xem các video. Ok, chào anh em và hẹn gặp lại anh em ở các clip lần sau anh em nhé.